Sáng ngày 9 tháng 2, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến thăm và làm việc với các địa phương Phủ Hà, Thanh Sơn và Kinh Dinh nhằm đánh giá tình hình hoạt động các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, trong thời gian trước và trong Tết, các địa phương Phủ Hà, Thanh Sơn và Kinh Dinh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được giữ vững. Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân, đặc biệt là các trường hợp gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo được giải quyết kịp thời và đúng đối tượng. Ngoài ra, việc thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng đã được các địa phương duy trì và thực hiện thường xuyên. Qua đó, nhận thức trong nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần tạo không khí Tết vui tươi và an toàn. Phát biểu tại các địa phương, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố gửi lời chúc mừng năm mới, đồng thời ghi nhận và biểu dương kết quả mà các địa phương đã đạt được. Đối với các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các địa phương cần tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tăng cường lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Riêng đối với phường Phủ Hà, cần tập trung phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn. Đồng chí cũng nhấn mạnh các địa phương cần tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu giao quân năm 2022, góp phần cùng thành phố hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.